Và bây giờ các bạn hãy nhìn không ạ? Các bạn thấy có hai đường kẻ dọc như này và hai đường kẻ ngang, đó chính là đường lưới đó. Và chúng ta hãy xác định điểm nào là điểm tỷ lệ vàng trên khung hình khi chúng ta quay video dọc như này. Đầu tiên các bạn cần thực hiện một bước sau đây giúp mình. Ở trên điện thoại iPhone các bạn bấm vào phần cài đặt. Kéo xuống các bạn tìm cho mình dòng camera. Các bạn bấm vào camera nhé Và tìm cho mình dòng tên là lưới Tiếng Việt là lưới và tiếng Anh của nó sẽ là grid line Mặc định nó sẽ là màu xám ở cái nút này Các bạn bấm vào nó để kích hoạt lên màu xanh cho mình nhé Ok đã xong Nếu các bạn dùng điện thoại hệ điều hành Android thì bỏ qua bước này nhé Bởi vì nó đã có sẵn tích, tích hợp sẵn cái lưới đấy ở trên camera rồi Và chúng ta chỉ cần tắt bật ở khi mà chúng ta mở camera thôi nào và bây giờ chúng ta hãy mở camera điện thoại lên và thực hành nhá. Ok, rất đơn giản và mình đã bật thành công tính năng lưới hay còn gọi là grid line ở trên điện thoại iPhone của mình. Và bây giờ các bạn hãy nhìn không ạ? À? Các bạn thấy có hai đường kẻ dọc như này và hai đường kẻ ngang, đó chính là đường lưới đó. Và chúng ta hãy xác định điểm nào là điểm tỷ lệ vàng trên khung hình khi chúng ta quay video dọc như này. Cái kiểu quay video dọc như này sẽ phù hợp với những cái cảnh quay ở trên tiktok với cảnh quay mà các bạn chia sẻ với góc độ các bạn là chuyên gia và các bạn quay chân dung nhá và bây giờ mình đang đứng như này đúng không ạ rất là ngẫu hứng rất là freestyle và chúng ta sẽ di chuyển làm sao mà cái mắt của mình như này nó sẽ phải nằm ở trên cái đường kẻ như này cái đường kẻ này hay còn gọi một cái tên gọi khác đó chính là eyeline và mắt chúng ta nằm ở trên cái đường kẻ đấy đó là lý do vì sao gọi là i line đó thì và bây giờ chúng ta hãy bắt đầu này đó. mình sẽ tiến gần lại hơn một chút đó tiến gần hơn một chút đấy các bạn thấy không ạ cái mắt của mình nó đã nằm ở trên cái đường i line này rồi và cái khuôn mặt cũng vậy mình cũng đang để cho cái giữa cái khuôn mặt của mình nó ở giữa hai cái đường kẻ dọc như này rất là cân đối và một cái bối cảnh một cái bố cục các bạn sắp xếp như này khi mà quay những cái video dạng chuyên gia chia sẻ thì các bạn sẽ trở nên rất là chuyên nghiệp và ngoài ra các bạn nhé các bạn hãy để ý cho mình nếu như ở đằng sau background các bạn là những cái uh, đồ vật này hay những cái bố cục mà cũng dạng hình khối đường thẳng thì cũng lưu ý cho mình ví dụ ở cái kệ tủ của mình như này nó có những cái đường kẻ ngang kẻ dọc thì các bạn cũng phải sắp xếp quay điện thoại làm sao sắp xếp làm sao cái đường kẻ đấy nó cũng phải song song với cái đường grid line như này hoặc là nó phải song song với bốn cạnh của điện thoại cạnh một cạnh trên cạnh dưới cạnh trái và cạnh phải đó thì cái tỷ lệ song song nó cũng sẽ giúp cho một cái video trở nên chuyên nghiệp hơn và cộng với cái Uh, Tỷ lệ 1 phần 3 hay là điểm vàng ở trên khung hình video Nó sẽ giúp cho video của chúng ta trở nên chuyên nghiệp hơn Và sẽ kích thích thị giác của khán giả, người xem video của mình nhiều hơn Và nhớ nhớ hãy sử dụng một chiếc chân máy để cố định điện thoại của mình không bị rung Tránh trường hợp các bạn dùng tay cầm như thế này Nó sẽ làm cho video của mình bị rung lắc, rung lên, rung xuống Nó sẽ làm đi mất chuyên nghiệp hoặc nếu như không có chân máy thì các bạn đặt lên trên một cái kệ sách hay đặt lên trên khung cửa sổ hay cố định ở đâu một cái vị trí. Miễn làm sao ở cái góc quay mà các bạn quay các bạn là chuyên gia, các bạn quay chân dung như này thì cái điện thoại nó sẽ phải ngang cái tầm mắt, ngang tầm mặt của các bạn ngang tầm mặt của các bạn và các bạn dễ dàng di chuyển cái khuôn mặt của mình để làm sao mà nó chuẩn với cái tỷ lệ 1 phần 3 và một cái yếu tố nho nhỏ nho nhỏ, nhỏ nữa thôi các bạn lưu ý nhé là các bạn hãy nhìn thẳng vào trong camera nhìn thẳng vào cái mắt camera nhé chứ đừng nhìn vào mắt của các bạn nhìn vào mặt của các bạn ở trong uh, giống như mình ở trong video như này bây giờ mình đang nhìn vào mình ở uh, trong camera thế nên là có một cảm giác là mình đang nhìn cúi xuống các bạn nhìn xuống phần cổ phần ngực của các bạn đúng không đấy thì bây giờ mình sẽ di chuyển mắt của mình lên trên mắt của camera các bạn nhớ không ạ đó thì đây đó là một cái tiểu tiết nhưng rất là quan trọng khi mà các bạn quay video chia sẻ như này, bạn nhìn vào mắt camera điện thoại sẽ tạo một cái sự thân thiện, một cái sự kết nối giữa mắt và mắt, mắt của mình và mắt của khán giả sẽ có được cái sự thân thiện hơn nhá. Và ok, trong video này mình đã chia sẻ cho các bạn cách thức để các bạn quay và uh, di chuyển và sắp xếp cái bố cục gương mặt và ảnh chân dung của các bạn ở trên cái tỷ lệ điểm vàng 1 phần ba hay trên cái grid line nó như thế nào rất là đơn giản phải không ạ? Vâng và hẹn gặp lại các bạn trong những cái video về cách thức quay dựng phim bằng điện thoại đơn giản tiếp theo. Chúc mừng bạn đã xem hết video cùng với Nguyễn Anh Tùng Để không bỏ lỡ những video tiếp theo hãy bấm vào nút đăng ký subscribe kênh của Tùng và bạn có thể xem những video cùng chủ đề khác ở phía bên trái hoặc bên phải của màn hình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.